Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới trên kênh YouTube của mình cùng với Sammy Nước mấy bạn ơi. Ta-da. Ok bạn ơi, hôm nay nè, mình có mời Sammy và trong đây để chơi chung với mình một con mini game bạn ơi. Thì các bạn nhìn xung quanh nè, bạn có thấy gì không? Đây, xin giới thiệu các bạn nha. Đầu tiên nè, chỗ này các bạn coi nè, thấy gì không? Đây, xin hiệu bạn, đầu tiên chính là bé gấu các bạn ơi. Tiếp theo nó nữa là chị thỏ nha. Tiếp theo nữa là bé cây, anh gà, anh gấu trúc và anh khủng long nè, có rất là nhiều luôn bạn ơi. Đó thấy không? Có quá trời luôn nha. Ui, ở trong này mình thấy có cả gọi là chú hề nè. Đó, rất là nhiều những con nhân vật ở trong mini world luôn. Thì bạn biết hôm nay chúng ta sẽ làm gì không? Chúng ta sẽ cùng nhau hóa thân thành những nhân vật này. Sau chúng ta sẽ đi chiến đấu với nhau anh em ơi. Đó, nghe hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Và cái phần thưởng dành cho người chiến thắng được trong cái trò chơi này sẽ được thưởng một chầu gọi là KFC trị giá 500k, chịu không? Oh my god, thật hả? Trời, tôi đang thèm bát cám xe nè. Trời ơi, đúng rồi. Người nào mà chiến thắng trong cái trận này anh em thì người đó sẽ được gọi là một gì ta? Một cái bịch thịt gà KFC, đùi gà KFC rất là ngon, trị giá 500k lận nha. 500k lận đó nha. Nghe hấp dẫn chưa? Ok, thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ mình nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy đi đăng ký họ cho Sammy đó nha anh em. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video các bạn ơi. Nhạc bộ. Rồi ok Sam ơi, bây giờ bà hãy chọn một con nhân vật cho bà đi. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chọn chọn chú hề đi. Tôi khá là thích chú hề cho nên tôi sẽ chọn chú hề nha. Sam chọn ai? Hả? Tôi là con gà, tất nhiên tôi phải chọn skin con trai đúng không? Hợp lý không? Tào lao. Con gái phải chọn skin con gái mới đúng chứ. Tôi thích con trai được không? Thích skin trai, vậy tôi không? Ok rồi, thích skin con trai hiểu coi chọn đi. Chọn cái nào? Rồi bây giờ tôi sẽ chọn ai? Panda con trai đó. À, gấu panda phải không? Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lít cho con nhân vật này nha. Sao Sammy lít vô trước đi. Lít vô cái hình con panda chứ không phải lít vô cái tấm bảng. Nè, lít sao rồi? Ủa tôi lít được mà. Ok. Ok rồi, tới lượt mình lít vô nha anh em. Lít vô nè. Đó, vậy chúng ta đã được dịch chuyển đến chỗ thi đấu rồi anh em ơi. Ok, để xem coi người nào sẽ giành được một chầu KFC 500k đây. Trời ơi, nghe thôi, thịt gà KFC nghe thấy thèm rồi đó. Ok. Ui, sẽ đất biển luôn không? Trời ơi, Sam ơi, bà có cái cây gì mà wow nhìn giống Tôn Ngộ Không vậy? Wow. Tôn là Tôn Ngộ Không đề, chỉ là đề thiên tài đại thánh gì đó này không? Ui, đẹp phải. Ok, còn tới lượt tôi nha, tôi sẽ mở thử nha. Hey. Bây giờ tôi đã mở ra và tôi đã được gọi là hai cái thẻ bài với lại một cái gì đây, cái này là cái hình cái quả cầu. Một cái quả cầu hình trái banh nha bạn ơi. Wow, hấp dẫn. Ok, cái này để làm gì ta? Nó đang nạp đạn hay gì nè? Bùm bùm bùm. À, cái này là cái súng, Mày Sam nè. Ok, cái này là cây súng mấy bạn ơi. Còn cái thẻ là cái gì đây? À, cái thẻ dùng để chọi bạn ơi. À, mình sẽ chọi thẻ nha, mình sẽ phi thẻ bài giống như là ảo thuật gia vậy đó. Ok, còn cái này là gì ta? Cái này là giúp cho mình biến nhỏ, teo nhỏ người lại anh em ơi. Hấp dẫn. Ok rồi. Sam đang tấn công mình, Sam tấn công mình. Ok rồi. Bây giờ đếm 1 2 3 là bắt đầu nha Sam. Chịu không? Rồi, 1 3 vô. Cái nào không? Cái gì nhanh mày, từ để tôi xíu chứ. Ê, chạy nè. À, Sam nè. Sam nè. Chết Sam à. Ui, Sammy. Không. Sammy có độc. Ê à, chết tôi rồi. Tôi bị nhiễm độc. Ê. What the hell? Mình được 2 điểm rồi bạn ơi. Bây giờ giao nha, người nào đạt được 10 điểm thì người đó chiến thắng nha. Chơi không? KFC là của tôi. À, tôi phải thắng. Tôi mới là người phải giành được KFC, bà không được quyền giành KFC no, của tôi. No, no, okay. Bây giờ tôi thèm KFC lắm rồi. Thèm KFC lắm rồi. Ok, nhào vô. Bằng chiêu. Sam nè. Phi bài. Phi bài nè. Ui, cái phi bài của tôi nó có lửa Sam ơi. Phi bài nè, rồi Sam chuẩn bị chết à. Chết nè. Mình được 3 điểm mấy bạn ơi, còn 7 điểm nữa thôi là mình sẽ có được KFC để ăn. Quá ngon. Sao rồi? Tôi sẽ chạy làm. Sammy đâu? Trốn đâu rồi? Ra ngoài đây đi, nhắc game vậy. À ha, Sammy nè. Từ xong, chạy nhanh vậy. Ấy da. No. Rồi xong chết quẹo luôn. Mình đang bị nhiễm độc mấy bạn ơi. Nhiễm độc là mình không chạy được nha. Khó gì ta. Coi bộ cái lá bài của Sammy là hơi bị mạnh nha. Ơi Sam kìa. Huy, nạp đạn vô. Ơi. Băng. Đó, dính đạn nè. Băng. Ui, băng. Chết đi. Ủa sao không? Ê, chết đi. Ê, trời ơi, mình bị độc. Hai phát nha Phong. Trời ơi, mình bị độc là mình không di chuyển được mấy bạn ơi. Nguy hiểm quá, trời ơi. Trời ơi, cái tôi mạnh vậy luôn hả?
Tôi không biết nữa, mà tôi mỗi lần tôi bị đọc á là tôi sẽ bị đứng im chỗ luôn, tôi không di chuyển được. Trời, ghê quá vậy. Bắn trúng là ông chết chắc luôn. Trời ơi, làm sao? Cái xe là của tôi. Tôi sẽ lấy thẻ bài để chọi bà. Chết đi. Chúng đọc rồi. Yeah, mình cũng giết được sao mấy bạn ơi, nhưng mà mình đang bị trúng độc. Đừng bắn tôi bị trúng độc. Hết rồi, chạy chạy. Nghe chạy được à, nhanh quá. Bà hay lắm, bà đánh tôi. Ok. Sao rồi, ra đây. Hồi nãy là tôi bị trúng độc cho nên tôi đứng im chỗ thôi, chứ giờ tôi sẽ né đạn. Sam nè. Tôi nè. Mình lại bị đứng im chỗ ấy bạn ơi. No. Trời ơi, bốn điều. Ok. Bốn. Mới có 4 điều thôi chứ có nhiều đâu. Ê, Sam kìa. Chổi nè. Phi bài nè. Phi bài nè. Oh my god. Sam rồi. Đứng lại. Sam đâu? À, Sam sắp chết rồi bạn ơi, sắp chết. Sam nè. Sam nè. Oh my god. 5-4, mình quá mạnh các bạn ơi. Sam rồi. Hơn thôi. Hey, chổi nè. Phi bài. Hey, phi bài nè. Rồi xong, đứng im chỗ luôn rồi. Ây da. 5 điều. Thua hoài ta, chết rồi, 5 điều rồi. Sam càng lúc càng mạnh. Hứt, phía bài. Chà. Chà. Đứng im. Ây da. Đứng im. No. No, đừng giết tôi. Yeah. 6-5. Tức quá bạn ơi. Đúng rồi, mình đã hiểu lý do vì sao mà Sammy bắn trúng được mình rồi, là do cơ thể của mình quá to, mình cần phải biến nhỏ cơ thể mình lại. Đúng rồi, hợp lý. Bùm, ok, biến nhỏ cơ thể lại. Biến nhỏ. Chết rồi, tôi bị cận Phong ơi. Tôi đã biến nhỏ cơ thể lại rồi mà không bắn được tôi đâu. Né nè. Đâu? Né nè. Hơi. Né nè. Thấy tôi mạnh chưa? Sam đâu? Ui, Sam đang trên nóc nhà, Hơi. Chổi nè. Hơi. Lộ còn lâu bắn trúng được tôi. Còn lâu bắn trúng được tôi. Ui, trời ơi. Rồi xong bạn ơi, nhiễm độc rồi bạn ơi, mình bị nhiễm độc rồi. Hết nhanh đi, hết nhanh. Ok, hết chạy. Ủa sao đâu? Ôi, ờ, 7 điều rồi bạn ơi. Khó nha. Cấp xe còn 3 điểm nữa, cấp xe phải là của tôi, ông được ăn. Ok, giờ tôi sẽ sử dụng cái quả cầu này để tôi bắn được đạn nhanh hơn. Ok, quả cầu bắn ra ngôi sao nè. Ok. Sao đâu? Ôi, sao kìa. Okay. Oh my god, cái ngôi sao vậy? Ngôi sao nè. Nè. Biến thành nhỏ nè. Đó, tôi bé thì biến thành tí hon rồi mà không đánh tôi đâu. Ghét ông thì biến thành tí hon ra luôn á. Chổi nè. Trời ơi. Sam chuẩn bị chết đi. Chạy ra cái thác. Đứng lại. Còn một xíu máu thôi hả? Sam ơi. Tôi đi mà. Chết nè, tha này. KFC kỳ này là thuộc về mình rồi mấy bạn ơi. Ok, Sam đâu? À, còn ai điệp nữa rồi. Hả? Tôi đây. Sam làm sao mà chọi chuẩn bằng tôi được? Tôi né đạn kinh lắm hiểu không? Hả? Nè, chết nè. Chết nè, chuẩn bị chết đi. Chất mạnh của KFC. Trời ơi. Sức mạnh của KFC luôn hả? À đây, okay. có thuốc uống quên. Ờ đúng rồi, có cái thuốc màu đỏ giúp cho hồi máu nha. Ê, mình quên mất từ nãy giờ mình có thuốc hồi máu. Mình không uống các bạn ơi. Ok, thôi không sao, còn cái 2 mạng nữa là mình win rồi. Hây, chổi nè. Dính bậy. Ôi, hang vợ tôi đang uống thuốc mà. Ai uống thuốc mà cái gì mà uống thuốc. Bà đứng lại, bà đâu rồi? Ủa sao đâu ta? Chạy kìa. Chổi bậy. Đứng im. Ai? Chổi đi. Rồi xong, đứng im chỗ. Trời ơi. Chết rồi bạn ơi. Sammy 9 điểm rồi, mình còn mình 1 điểm nữa. Một điểm nữa nhưng còn lâu mà mới giành được điểm này hiểu không? Giờ tôi sẽ giết bà. Bà đâu rồi? Sam đang trên đầu mình. Chết nè. Oh my god. 9 điều mấy bạn ơi. 9 điều rồi. Ok, bây giờ là trận cuối cùng rồi, để coi người nào thắng nè. Sam kìa, mày thấy sao rồi? Chị. Mình phải kiếm chỗ nào đó nó ẩn nấp để kỹ hơn mày ơi, sau đó mình sẽ tấn công bất ngờ, mày hiểu không? Không chơi đâu. Sam nè. Đâu. Ui, chạy. Mình phải uống thuốc hồi máu vô. Đó, ok. Sam rồi. Ok. Mình có cách này các bạn ơi, mình sẽ teo nhỏ lại, đúng rồi. Có chơi teo nhỏ mà. Ủa, cái lá bài của tôi nó có cái phần teo nhỏ thì tôi teo nhỏ thôi chứ sao vậy? Tôi dùng đủ một cái luôn á, tôi có dùng ngày của tôi còn không đâu. Ủa kệ Sam chứ, sao không dùng thì thôi kệ Sam chứ, cái này là sức mạnh của tôi phải dùng hiểu không? Mà Sam đâu ta? Ui, ai à?
No! No! Mấy bạn ơi, mình thua mất tiêu rồi mấy bạn ơi. Trời ơi là trời. Ăn rồi. Cáp xây gì mà cáp xây, tôi không trả luôn. Tôi còn ngu, tôi ngu, tôi trả. Dạ bùm nha, không cho bùm nha. Ông mà bùm mà tôi kêu fan dislike ông á. Rồi ok, biết rồi. Tôi là con trai mà, một khi mà tôi đã nói thì tôi phải làm đúng không? Ok bạn ơi, thôi mình đã thua Sammy rồi. Vậy là có nghĩa là bây giờ mình sẽ phải gọi là bao Sammy ăn KFC 500k bạn ơi. Trời ơi. Ủa mà Sam, một mình ơi, chưa Sam Sam trời luôn. Một mình bà ăn hết đống KFC luôn hả? Bà có chia chai không? Trời ơi, 500 ngàn à, tôi mua KFC cho tôi mua trà sữa, tôi mua trà sữa cho tôi mua trà Olam tôi uống. Ê bậy nha, bậy nha. Tôi chỉ mua KFC thôi chứ mua trà sữa hay gì tôi không mua nha. Bà tự mua đây. Ủa, không cho tôi 500 ngàn mà. 500 ngàn mua gì kệ tôi. 500 ngàn là dùng để mua KFC hiểu không? Rồi okay, tôi mua KFC tôi ăn đi, không cho ăn đi. Thôi, có gì tôi mua KFC cho bà, cái gì bà cho tôi với lại Sim ăn chung với. Dạ tôi cho Sim tôi còn ông không cho đâu. Không cho tôi. Rồi bạn ơi, chén quá không Sam không cho mình ăn KFC bạn ơi. Ok thôi được rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua KFC cho Sam nha. Và nếu như bạn thích video này nè thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với thành viên của Hero Team đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Thua chầu cáp xê các bạn ơi, chén chơi luôn á. Nhiều vật với mọi người để Phong cần có thể cho mình ăn nhiều cáp xê cho mọi người nha. Ok nha. Này thì đâu? Này thì cáp xê nè. Ok. Thôi các bạn ơi, mình phải đi mua cáp xê đây. Bye bye các bạn nha. Yêu bạn vậy rồi. Bye bye. Ôi mấy bạn ơi, mình đưa thịt gà cáp xê cho Simmy xong bé Cam nó đòi các bạn ơi. Hả? Sao? Cái này thịt gà của chị Sim mà, đâu phải của con đâu mà con đòi. Đó phải không? Đòi kìa bạn ơi. Ôi Cam thèm cáp xê các bạn ơi. Ôi Cam thích ăn cáp xê các bạn ơi. Ôi ơi đi theo hoài luôn kìa bạn. Thôi được rồi, tí nữa anh cho ăn sau nha. Cái này đâu phải đồ của Cam đâu, cái này là đồ của chị Sim mà. Đồ ăn của chị Sim mà chứ phải đồ ăn của Cam đâu mà Cam đòi. Hả Cam? Hả Cam? Thèm lắm mày thấy không? Thèm lắm. Xinh hả? Sao? Thèm cáp xê lắm hả? Hả? Thèm cáp xê lắm hả? Trời ơi. Thank you.